Xin chào quý vị, nhân tiện ship hàng cho khách để cũng review nhanh liên quan đến cái máy đuổi muỗi và cái viên đuổi muỗi của Hàn Quốc. Lưu ý đây nó là đuổi muỗi chứ không phải là diệt muỗi. Diệt muỗi như là có loại thuốc diệt muỗi khác. Đây là nó là máy này là nó đốt nóng cái miếng này trong đấy nó có tinh dầu. Thế thì khi mà cái hơi của tinh dầu nó bay ra thì nó làm cho con muỗi nó bay đi, nó không có ở trong cái khu vực mà mình cần đuổi nữa. Thế đây là cái máy của nó này, đang niêm phong cẩn thận để không bóc cho quý vị xem được. Thì cái máy này thì cái nó cũng khá là đơn giản thôi. Trong một cái máy này nó có một cái khay khay nhiệt. Thì khi mà cắm điện 220V thì khay nhiệt nó nóng lên. Thì ở đây nó có một cái miếng, miếng nhỏ đó, nó như cái bánh slam ấy. Thế thì trong một cái hộp này nó có 45 miếng, dùng được 45 ngày. Mỗi một cái miếng này được 24 tiếng luôn. Đút và khi mà cắm nhiệt nó nóng lên thì nó sẽ đốt cái miếng này. Và nó tạo ra cái nó không có khói. Mình không không nhìn được cái khói bằng mắt thường. Thế nhưng mà trong khu vực nhà chẳng hạn thì rộng khoảng tầm 30 mét vuông là muỗi nó bay đi hết, không không có trong nhà nữa. Nhưng nó không diệt được muỗi nhé, mà là đuổi muỗi. Rất là an toàn cho người lớn trẻ nhỏ. Đây là hàng nội địa của Hàn Quốc. Đây là máy thì một hãng khác, còn tinh dầu là của hãng khác. Mình đang hết cái máy, hết cái máy của hãng của Sando Kabi này. Đây là máy của Hankeo. Nó đắt hơn cái máy của bên này một chút, thế nhưng mà chất lượng thì rất là tuyệt vời. Đây là hàng nội địa, nó không có tiếng Anh. Đây xem sơ qua đây này, một số những cái thông tin cơ bản về máy này. Đây là các chức năng chính của máy này. Thế thì nó bổ sung thêm cái chức năng cuộn dây này, bạn có thể cất giữ gọn gàng. Ở đây là nó có cái dây nó dài khoảng tầm 4-50 phân. Khi mà mình không dùng nữa thì mình cuộn vào trong cái máy này. Thứ hai là được trang bị công tắc nguồn để có thể là sử dụng thuận tiện, nghĩa là mình có thể bật bật mở cái công tắc nguồn này được chứ không phải là cắm rồi rút đâu. Thứ ba nữa là nó xông khói, trên cái nền của cái thảm gia đình ấy. Có nghĩa là cái máy này mình để xuống xuống thảm hoặc xuống nền nhà luôn. Duy trì cái nhiệt độ nó không đổi. Thì trong này là cái nhiệt độ của nó là từ 150 đến 170 độ C. Hai nữa là nó có cái công tắc đèn nên là rất dễ nhận biết vào ban đêm. Công tắc đèn đèn này nó sáng luôn, khi mà mình bật thì nó sáng mà khi mà mình tắt thì nó không sáng nữa. Bên này là những cái thông tin cảnh báo này, thận trọng khi sử dụng này. Thế thì không sử dụng máy xông hơi, cái xông này, máy xông máy đốt tinh dầu thông này mà nó lộn ngược hoặc là nằm nghiêng. Khi mà mình mà dùng thì mình phải để nằm ngang này. Rồi là khi ngủ thì đặt nó cách xa giường. Cái gì là cẩn thận cái nguy cơ hỏa hoạn nếu mà cái chăn phủ hoặc là những cái vật liệu khác nó đè lên trên máy, vì nó đốt cái khay nhiệt này mà. Tất nhiên là nhiệt độ nó cũng chỉ duy trì ở 150 đến 170 độ C, tuy nhiên là nó không có lửa. Nhưng mà nếu mà mình mà để chăn để phủ len nhấc lên chẳng hạn thì cái nguy cơ hỏa hoạn là nó có. Thế nó cảnh báo. Ngoài ra thì còn có một số cảnh báo khác nữa, ví dụ như không chạm vào bề mặt của thiết bị trong khi sử dụng vì nhiệt độ bề mặt nó cao. Thế rồi là đảm bảo là cái không chạm hoặc là vào kim loại hoặc là cái tấm nóng của cái máy xông này, rồi rút phân cắm điện khi không sử dụng, vân vân. Điện áp sử dụng đây là 220V, tắt đi mà khi không sử dụng. Rồi là đặt ngoài tầm với của trẻ em. Đây là một số thông tin cơ bản thế. Đây là mã số, mã vạch. Đây là người nhà phân phối, đây là nhà sản xuất. Đây là cái mã của nhà phân phối. Vệ sinh được mọi thứ rất là tiện dụng, nên là khi mà vệ sinh thì sẽ xoay cái này ra là được. Đây là kèm theo đó là một cái hộp viên viên đuổi muỗi như này. Một cái hộp viên đuổi muỗi như này là có 45 viên, đây là hàng nội địa của Hàn luôn. Thì sử dụng được 45 ngày. Thì sử dụng rất là đơn giản đây, đút cái viên đấy vào trong cái khe này này. Nó lọt vào trong khe này luôn, nằm nó giống cái bánh slam ấy. Bật công tắc lên là cả một ngày luôn, trong một cái phòng khoảng 30 mét vuông là muỗi nó chạy hết, bay hết. Không diệt được muỗi nhưng mà nó đuổi được muỗi đi. Rất an toàn cho trẻ con, người lớn, cho vật nuôi, cho môi trường.
Xin trân trọng cảm ơn.